Vâng, chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo. Công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Himelo là đơn vị cung cấp các sản phẩm như đầu cáp, hộp lối cáp ngầm trung thế cũng như hạ thế của 3M. Hôm nay chúng tôi sẽ review quý vị các bạn sản phẩm hộp lối cáp hạ thế 3M dạng là khuôn nhựa đổ keo Yixin loại 90 là A. Còn dài ở đây là loại 9, anh giới thiệu loại 90 là A3. Chúng tôi cắt tiết diện từ 4 nhân 25 đến 50 mét vuông. Đây là sản phẩm của hãng 3M xuất xứ Đức. Đấy, thì một cái bộ hoàn chỉnh của nó sẽ như thế này. Đấy, nó sẽ có thành phần chính này. Đây là cái khuôn nhựa này. Khuôn sau khi mình nối cát xong mình sẽ ốp cái khuôn này vào, sau đó thì mình sẽ đổ keo Yixin này, keo Yixin cho hai thành phần này. Đấy. Một túi keo Yixin 600 ml, chúng ta cát cái diện từ 25 đến 50 mét vuông, một cái hộp keo Yixin như thế, làm cách điện hạ thế dây dép, làm tay thi công. Thêm nữa là cái hướng dẫn lắp đặt thi công, hướng dẫn thi công cho cái loại này từ 90A1 đến 90A4. Hướng dẫn thi công thì ra cái loại này nó thi công khá là đơn giản thôi. Mình nối cáp nối xong rồi cho vào trong cái khuôn nhựa thôi. Tùy xem cáp to hay nhỏ thì mình sẽ cắt, nếu mà cắt to thì mình sẽ cắt vợi cái phần đầu đầu gối khuôn đi cho nó vừa cái cỡ cáp của mình thôi. Cấu tạo của nó khá đơn giản thôi. Cho nên là cái video hướng dẫn của tôi giới thiệu chúng tôi về cái sản phẩm hộp nối cáp hạ thế 90A3 cho các tiết diện từ 25 đến 50 mét vuông dạng khuôn nhựa đổ keo Yixin. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị các bạn thấy hay hãy vào like và cũng như subscribe để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị các bạn.